chào bạn, chào bạn đã trở về với channel mình. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn một trick. Thì trick này không phải là do cái hồi mà cái giải của mình, cái cuộc thi sân chơi nhỏ của mình á, nhưng mà mình nghĩ là trick này sẽ khá là mở đầu cho cái vụ đó, cho cái chuyện đó. Ok, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn trick tên là EF, và nó như thế này. Yep. Rất cực kỳ đơn giản luôn. Và muốn học cái này thì các bạn trước tiên các bạn nên là biết double netting trước. Thì đó là bước đầu tiên của trick này luôn, là các bạn phải vào double netting. Ok. Thì ok, khi bạn đã vô double netting rồi thì tay đối diện của bạn sẽ chỉ ra và chơi vô bạn nhảy vào đó như thế này. Ok. Từ đó bọn nó tên hiểu rồi, thì bạn sẽ ok, bây giờ là cái bước gọi là bước tạo hình. Thì khi bạn ok, khi bạn hop ra rồi á, thì bạn sẽ thấy có ba cọng dây như thế này. Và điều đeo quan để tạo ra cái hình của cái tháp á, thì cái điều quan trọng nhất là bạn từ đây không qua đây, bạn sẽ nhảy lên về cọng dây này, hoặc nhưng sẽ nhảy phía sau cọng dây này và rơi vào cọng dây ở giữa. Okay, lại đây thì nhảy sao thì cái này lớn hơi có nó hơi cầu kỳ xíu. Ở đây đây là bạn chỉ là bạn sẽ chơi vô và đưa vô phía sau cọng dây này và rơi vào cọng dây này, nó hơi khó hiểu xíu. Nó sẽ ra nghe tiếng như thế này. Okay. Đây, up ở đây. Và ok, sẽ cầm video chết cho bạn coi. Từ từ đây nghĩa là đưa phía sau gì đó, nhảy từ ra phía sau. Rồi không hiểu á. Ok, chỗ đó nó hơi rất là rõ, có thể là rất là rõ, nhưng mà sẽ ráng làm cho nó đẹp xíu. Từ đây đây nha, là giờ để nó gọn, nói đơn giản xíu là bạn đưa vô bạn hàm vòng cung này như thế này. Đây. Đưa phía sau cọng dây này rơi giữa này, thì bạn cứ nhìn phía nhìn nè. Thì bạn có nhớ ba cọng dây mà mình đã nói không? Đây sẽ mở ra sẽ gồm có ba cọng dây như thế này, và bạn nhìn thấy cọng giữa đúng không? Nhưng bạn nhìn thấy cọng giữa và thấy cọng phía gì ta chỉ vô như mình á, thì bạn thì sẽ nhảy từ phía sau và rơi vào đây như thế này. Ok, từ đây hop nhảy phía sau cọng dây chỉ vô và rơi vào cọng dây kết nối với ngón tay của bạn như thế này. Ok, giờ ra tòa tháp rồi. Ok, nếu bạn hiểu trước nó như thế nào thì chúc bạn sẽ thành công trước EF mà. Thì từ trước này bạn có thể tạo thành những trước khá thú vị khác nữa.
Bây giờ mình cũng chưa biết cho. Nhưng mà nhưng cái đó là một trick khá là cực kỳ đơn giản. Khá là đơn giản để kết thúc bài trick một combo nào đó. Cho nên là mong các bạn sẽ cố gắng luyện tập với cái trick này. Và mình cũng đang học hỏi khá là nhiều trick từ những người bạn cùng cùng với những người mà tham gia clip mình thì đã có thì bây giờ là đã có người tham gia rồi, và mong thì các bạn sẽ tiếp tục tham gia ha. Rất có nhiều trick hay và mình đã góp ý trong số bạn và trick là tạm thôi để có thể cố gắng cải thiện đó. Thì còn ý kiến gì thì các bạn cứ comment dưới, hãy like và subscribe cho nó mình để biết nhiều nhiều video mình hơn. Vâng, xin chào và hẹn lại cho video sau. Dùng sử dụng là con hồ chưa Factory Horizon mình chế mà thôi. Xin chào bạn.